teacher Mai Anh from Eden Garden English. Hello các con, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề mới trong tiếng Anh, đó là chủ đề về thời gian. Mình sẽ tìm hiểu cách hỏi và trả lời xem là bây giờ là mấy giờ như thế nào nhé. Để trả lời xem là bây giờ là mấy giờ thì mình sẽ có 4 cách như sau. Đầu tiên là mình sẽ nói về giờ tròn, tức là 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ ấy. Tiếp theo là mình sẽ nói về giờ có phút, ví dụ giờ lẻ ấy. Ví dụ như là 3 giờ 5, 3 giờ 10, 3 giờ 20 thì nói như thế nào. Và sau đó mình sẽ có thể tìm hiểu thêm là giờ kém và giờ hơn là như thế nào. Giờ kém là hơn như thế nào, ví dụ 3 giờ hơn hoặc là 4 giờ hơn hoặc là 3 giờ kém thì nói trong tiếng Anh như thế nào. Ok, let's start. Bấm đi anh. Để hỏi xem là bây giờ là mấy giờ thì mình sẽ sử dụng cấu trúc câu What time is it? What time is it? Và mình sẽ trả lời sử dụng chủ ngữ it đi với số giờ. Đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu sâu xem là giờ tròn thì mình sẽ nói trong tiếng Anh như thế nào nhé. Mình sẽ sử dụng từ o'clock. O'clock. What time is it? Mình nhớ là sử dụng từ it ở đầu câu nhé. It's, mình nhìn xem mấy giờ nhỉ? 7. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Bây giờ là 7 giờ rồi. Tiếp theo mình nhìn đây là mấy giờ nhỉ? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Ok, đối với ví dụ này thì con hãy dừng lại video khoảng 10 giây để mình cùng trả lời xem là cấu trúc câu này mình sử dụng cấu trúc câu gì nhá. Great job! It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Ok, vừa rồi chúng mình đã tìm hiểu xem là giờ tròn trong tiếng Anh thì mình nói như thế nào. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem là giờ có số phút đằng sau thì mình sẽ nói như thế nào nhá. Ở đây con có thể nhìn thấy bây giờ là mấy giờ nhỉ? 2 giờ 15 đúng không? Thì mình sẽ nói it's đi với số giờ và đi với số phút kèm theo luôn. It's 2:15. It's 2:15. Ok. Tiếp theo ở đây là 7 giờ 45. Mình cũng tương tự nói số giờ trước và số phút sau. Vậy thì mình sẽ có câu là gì nhỉ? Ok, tương tự. Mình nhìn ở đây là mấy giờ nhỉ? 6 giờ 45 đúng không? Thôi cắt cho anh. Ok, tương tự mình nhìn ở đây là mấy giờ nhỉ? 6 giờ 45 đúng không? Vậy thì trong tiếng Anh mình sẽ nói là gì? It's 6:45. Số giờ và số phút luôn. It's 6:45. Tiếp theo. Ok, next. Đối với hình này con cũng sẽ dừng lại video và mình tự trả lời xem đây là mấy giờ nhá. Yes, it's 1:55. It's 1:55. Vậy là vừa rồi mình đã tìm hiểu xem là giờ có số phút đằng sau thì mình nói như thế nào. Vậy thì bây giờ cô sẽ có một cách khác để nói về giờ hơn. Tức là 4 giờ 5 hoặc là 4 giờ 10 ấy. Xem là trong tiếng Anh mình sẽ sử dụng từ gì nhá. Mình sẽ dùng từ past. Ở đây cô sẽ có một ví dụ cụ thể nhá. Ở đây mình nhìn thấy đây là mấy giờ nhỉ? 10 giờ 10 đúng không? Vậy thì 10 giờ 10 ở cấu trúc trước mình sẽ sử dụng cấu trúc câu là It's 10:10. Nhưng mà mình cũng sẽ có một cách nói khác. It's 10 past 10. Mình nói số phút trước, sau đó đến past và sau đó đến giờ. Bây giờ là 10 giờ 10 rồi. Đã 10 phút kể từ khi 10 giờ bắt đầu ấy. Tiếp theo ở đây con sẽ có một ví dụ. Mình nhìn đây là mấy giờ nhỉ? 5 giờ 10 đúng không? Vậy tương tự với cách nói bên trên, mình sẽ có số phút trước, sau đến past và sau đến giờ. Số phút là mấy? 10 đúng không? 10. It's 10 past 5. It's 10 past 5. Tương tự đối với hình này thì con cũng sẽ dừng lại video và trả lời xem là bây giờ là mấy giờ nhá. Ok, mình nhìn ở đây là
6 giờ 5 đúng không? Tức là đã quá 5 phút kể từ khi 6 giờ đã bắt đầu. Vậy thì mình sẽ nói số phút trước, sau đó đến past và số giờ nào? It's 5 past 6. It's 5 past 6. Ok, next. Ở đây mình cũng sẽ có một ví dụ nữa nhá. It's 15 past 2. It's 15 past 2. Và ở đây cũng có một ví dụ đặc biệt. Đối với giờ rưỡi thì trong tiếng Anh mình sẽ có half past. Số giờ đi với half past. Ví dụ ở đây là 8 rưỡi thì mình sẽ có câu là it's half past 8. Half past đi với số giờ nhé. It's half past 8. Và cuối cùng, đối với giờ kém, ví dụ 10 giờ kém 5, 10 giờ kém 10 thì trong tiếng Anh mình sẽ sử dụng từ till. Chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu ví dụ để hiểu hơn nhé. Ở đây cô có 2 giờ kém 5 đúng không? 2 giờ kém 5 thì mình sẽ cũng sẽ nói số phút trước, sau đến till và đến số giờ. Ví dụ, it's 5 to 2. It's 5 to 2. Còn 5 phút nữa là tới 2 giờ rồi. Here, it's 5 to 2. Tương tự đối với hình này, mình nhìn đây là mấy giờ nhỉ? 7 giờ kém 10 đúng không? Mình cũng sẽ nói số phút trước, sau đến 2 và số giờ. Vậy thì mình sẽ có câu it's 10 to 7. It's 10 to 7. Còn 10 phút nữa là đến 7 giờ. Và cuối cùng mình sẽ có 4 giờ kém 20. Tương tự số phút cộng với 2 đi với số giờ. Và mình sẽ có câu it's 20 to 4. It's 20 to 4. Và thêm một câu nữa nhé. Đối với hình này thì mình cũng sẽ dừng lại video để có thể nói trả lời xem là câu này mình trả lời có đúng không nhé. Great job. It's 15 to 7. Còn 15 phút nữa là tới 7 giờ. Ok, vừa rồi là toàn bộ kiến thức nói về thời gian, những cấu trúc câu hỏi và trả lời và những cái cách trả lời về giờ cho chúng mình. Vậy thì về nhà chúng mình hãy sử dụng sơ đồ này để có thể thuyết trình xem là bây giờ là mấy giờ nhá. Ok, chúc con có một bài thuyết trình thật là tốt. Goodbye.